Chủ tịch giả vờ ăn xin. Cảm ơn chị, hoa hôm nay rất đẹp. Vâng, lần sau chị lại tới nhé. Cuối cùng thì cũng đã bán hết hàng. Mệt quá, nghỉ thôi. Vẫn còn một đóa hướng dương sao? Vẫn còn tươi lắm, mình mang về cắm vậy. Bình bẩn quá rồi, nó không phù hợp với đóa hoa, cần phải rửa lại. Đẹp quá, không thể để chiếc bàn bừa bộn như vậy được. Rất đẹp. Hình như đã lâu lắm rồi căn phòng này chưa được dọn dẹp, cần sắp xếp lại cho phù hợp với đóa hoa. Sao mình lại tệ hại như vậy? Bộ này cũng được, đã lâu rồi mình không mặc tới. Mình quả là không tồi. Sao có thể đi làm một kẻ ăn xin được chứ? Từ mai, mình sẽ không làm người ăn xin nữa. Mình sẽ đi tìm việc làm. Chào cô. Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh? Không, tôi chỉ muốn tặng cô đóa hoa này, xin cô hãy nhận lấy. Ồ, chúng ta có quen nhau không thưa anh? Tôi có thể cô không nhớ tôi, nhưng đối với tôi thì cô mãi là một ân nhân. Tôi không hiểu. Cô có nhớ cách đây mấy năm có một người ăn xin ngồi bên kia đường không? Là anh sao? Không thể tin được. Anh đã đi đâu mất mấy năm qua? Anh thật khác. Vâng, chính tôi đây. Có vẻ giờ anh đã thành công. Tôi đã có công việc khá ổn. Hôm nay tôi đến là để cảm ơn cô. Cảm ơn tôi sao? Cô có nhớ đóa hoa hướng dương cô đã để lại cho tôi hôm ấy không? Trước lúc ấy tôi đã mất hoàn toàn, mọi thứ trở nên trắng tay. Mọi người cũng vì thế mà bỏ rơi tôi. Có thể với cô, đóa hoa ấy không đáng gì và cô đã quên, nhưng đối với tôi thì nó vô cùng quan trọng. Nó không đơn giản chỉ là đóa hoa, mà nó đã cho tôi một niềm tin để bắt đầu lại một khởi đầu mới. Hôm nay tôi chỉ muốn được thật lòng cảm ơn cô. Thật không ngờ đóa hoa hướng dương của tôi ngày ấy lại có thể giúp được anh. Nhưng phải công nhận rằng anh thật mạnh mẽ. Nhìn anh bây giờ tôi thấy vui lắm. Sau này những thay đổi và những gì xảy ra với chính mình, tôi mới biết rằng khoảng cách giữa địa ngục và thiên đường chỉ là một bức tường mỏng manh. Chỉ cần biết tin tưởng vào chính mình, không buông bỏ chính mình. Trong lòng có mục tiêu, có hy vọng, thì cuộc đời có thể tùy thời mà biến đổi thôi. Anh đã ngộ ra chân lý và đã thành công. Thật lòng chúc mừng anh. Đóa hoa này là lời cảm ơn chân thành của tôi. Xin tặng cô, ân nhân của đời tôi. Hai vị thần và hai giọt nước. À, mẹ về. Mẹ về rồi. Mẹ có mua gì cho con không?
vải đẹp quá. Mùa đông sắp đến, mẹ cố gắng dành ít tiền để mua ít vải may quần áo cho hai con. Nhưng dành dụm mãi, mẹ chỉ đủ tiền mua một tấm thôi. Không sao mà mẹ, mẹ cứ may cho chị trước cũng được. Phải đấy ạ. Mẹ cho con may váy mới trước nhé. Nhà mình điều kiện khó khăn, trước nay có hai chị em đều phải mặc lại váy cũ của con. Lần này con nhường cho em may trước nha. Con có quần áo mới rồi, thì đằng nào em mặc lại bộ đồ cũ này của con cũng có sao đâu. Trước nay vẫn thế còn gì. Con nhìn em xem, cái váy đã cũ ố vàng cả rồi kìa, còn váy của con vẫn rất tốt. Cứ để cho em mặc lại như thế, không phải là thiệt thòi cho em con lắm sao? Sao mẹ lại thiên vị như thế? Con cũng là con của mẹ cơ mà. Sao con lại nói như vậy? Con cứ ích kỷ, để cho em con mặc lại đồ cũ của con mãi hả? Chị ơi, chị định đi đâu? Mặc kệ chị. Giá như mẹ chỉ sinh ra một mình con thôi thì tốt biết bao. Cái con bé này lớn rồi mà. Khô hết cả tay rồi. Em nhặt hộ chị với. Tối rồi, mình đi về thôi. Về đến nhà, nhớ bảo là tự tay chị nhặt hết cả gùi củi này đấy nhé. Em biết rồi mà. Cái gì thế? Chào các cháu, đừng sợ, ta sẽ không làm hại các cháu đâu. Ông là ai? Ta là Tuổi Già. Tên ông là Tuổi Già? Không. Ta là thần Tuổi Già, cai quản những người đã đi qua tuổi trẻ. Bây giờ vẫn còn thần tiên ư? Vậy tại sao chúng cháu lại lạc được đến đây ạ? Đây là con đường chuyển tiếp giữa hai đoạn cuộc đời, rồi ai cũng phải đi qua. Ta ở đây làm nhiệm vụ dẫn dắt. Cho chúng cháu ư? Không, không. Con đường này vốn chỉ dành cho một người thôi, nhưng hai cháu lại quá giống nhau. Mắt ta cũng hơi kém, thế nên là... Ai là cô chị thì thành thật nói ra nhé. Tuổi Già ư? Nó là trách nhiệm, là bệnh tật, là sự khô héo trong tâm hồn và những ước mơ tàn lụi. Mình không thể đi được. Vậy ông định làm gì với người em? Cũng như tuổi trẻ, ta chỉ gặp mỗi người một lần duy nhất trong cuộc đời họ. Vậy nghĩa là người còn lại sẽ mãi ở lại với tuổi trẻ. Đây là chị của cháu. Vâng, cháu là chị đây ạ. Cháu chắc chứ? Dạ tất nhiên rồi. Đi nào cháu. Thế còn em cháu? Tuổi trẻ sẽ đến đón cô ấy. Chị là Tuổi Trẻ phải không? Tuổi Già đi rồi, ông ấy nói chị sẽ tới đón em về. Ta mới là Tuổi Già, còn lão già kia là Tuổi Trẻ. Không phải Tuổi Trẻ ư? Tại sao lại thế? Hằng ngày hắn ta phải tiếp thêm sức mạnh cho biết bao nhiêu con người, như vậy là quá trẻ đẹp rồi. Còn ta chỉ việc ngồi trên lưng các người mà hút sinh lực, sức khỏe, hy vọng và tuổi thanh xuân, không lộng lẫy sao được. Lão ta đã cướp hết không biết bao nhiêu là miếng ngon của ta. Mấy cái đứa dũng cảm và hy sinh cứng đầu chẳng bao giờ chịu khuất phục, chỉ còn lại những đứa như ngươi mà thôi, ích kỷ và hèn nhát. Không được, ngươi không thể bắt ta được. Xin ngươi hãy cho tôi một cơ hội nữa, tôi sẽ... Muộn rồi cô bé ạ. À, hai giọt nước từ bây giờ sẽ trở nên khác nhau.
Con xin lỗi mẹ, xin lỗi em. Từ nay con sẽ không sống ích kỷ như vậy nữa đâu. Bài học từ thần chết. Anh có chắc là qua bên kia tôi sẽ gặp vợ không? Nhân danh thần chết, tôi hứa cụ bà đang đợi cụ bên kia rồi. Cụ sẵn sàng rồi chứ? Tôi đang cảm thấy rất thanh thản và sẵn sàng sang thế giới bên kia. Ôi trời, lại thêm một người trẻ tuổi muốn tìm đến cái chết. Xin chào, tôi là thần chết. Vậy là tôi cũng đã chết, xin ông hãy đưa tôi đi. Chưa hẳn đâu, cậu phải qua vòng phỏng vấn của tôi thì mới chắc được. Tôi là một tên tội đồ, một kẻ đáng chết, xin ông hãy cho tôi được chết. Cậu hãy bình tĩnh, ngồi xuống và nói cho tôi biết lý do. Tôi đã rủ hai người bạn của mình tham gia đua xe. Kẻ sống sót cuối cùng lại là một tên tội đồ như tôi. Họ đã bảo là không muốn đi, nhưng tôi đã cố tình ép. Tôi cá hai tên say rượu gõ cửa văn phòng của tôi lúc nửa đêm 3 tháng trước chắc chắn là bạn của cậu. Từ hôm đó, cuộc sống của tôi chẳng khác nào địa ngục. Tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Cậu chết rồi đấy, thấy đã xong chưa? Có cảm thấy thoải mái hơn không? Thoải mái ư? Làm sao tôi có thể thoải mái được chứ? Hay, thế chúng ta phải tìm cách khác giúp cậu rồi. Cậu có muốn đi dạo với tôi một lúc không? Đấy là vợ con của bạn tôi. Cháu đóng tiền giùm cô nha, đã khất hẹn 3 tháng rồi. Cô thư thả cho cháu thời gian nữa, anh nhà cháu mới mất nên cháu cũng đang túng. Chồng cháu mất là điều không ai mong muốn, nhưng bác còn phải làm ăn. Tóm lại là 3 ngày nữa mà cháu không đóng tiền á, thì e là bác không cho cháu tiếp tục thuê nhà nữa đâu. Dạ. Khi nào ba về hả mẹ? Tôi là thằng khốn nạn. Đi thôi nào. Tao hại cả gia đình mày rồi. Ông đưa tôi về nhà làm gì? Ba mẹ tôi đã coi tôi như đồ bỏ đi rồi. Tôi cũng không muốn ở lại nơi này nữa. Biết đâu cậu lại muốn từ biệt ba mẹ của cậu. Từ hôm xảy ra tai nạn, nó không chịu ăn uống gì, cứ lầm lì. Ông đừng có nặng lời với con nữa. Bà biết mà, tôi có mắng mỏ nó cũng chỉ là muốn nó sống tốt hơn. Con ngoan hay con hư thì cũng là do mình. Nhà có mỗi mụn con, nó mà có mệnh hệ gì thì tôi cũng chẳng sống làm gì nữa. Chỉ tiếc con mình nó không hiểu được điều đó bà. Sinh con, nuôi nó từng ngày, có bao giờ mong nó đền đáp. Chỉ mong nó khôn lớn nên người. Nhìn nó lâm vào sai lầm rồi hủy hoại bản thân, tôi như đứt gan đứt ruột. Tôi biết làm sao đi hả trời? Biết rõ lỗi lầm của bản thân là điều tốt, nhưng việc dằn vặt chì chiết bản thân rồi tìm đến cái chết thì ngược lại. Tự mình mắc sai lầm thì tự mình phải sửa lỗi. Nếu không thể sửa chữa được nữa thì phải xem như đó là một bài học lớn để sống tốt hơn. Đúng là tôi phải sửa chữa lỗi lầm, tai họa do tôi gây ra. Tôi chỉ đợi câu này của cậu thôi. Mời cậu ra về. Về à? Đúng rồi, cậu chưa đủ tiêu chuẩn để chết. Mời cậu về. Xin chào và hẹn gặp lại. Thank you.
Phải thế chứ. Một thời gian sau. Ồ, chào cháu. Bác ơi, cháu đem tới cho bác một chú cún rất ngoan để chơi với bác cho đỡ buồn nè. Cún xinh quá, cảm ơn cháu. Hôm nay ở lại ăn cơm trưa với bác nha. Dạ vâng, trưa cháu qua. Giờ cháu còn có chút việc phải làm. Chào bác ạ. Đường qua núi. Đi mãi mà không tới khúc quanh để được nghỉ ngơi. Ai, mệt quá rồi. Thôi, cố gắng thêm một tí. Chặng nghỉ này không lâu nhưng thú vị ra phết. Có cây nàng biển báo hay hay. Sắp đến kia rồi. Phải tiếp tục khai sáng cho cây nàng biển báo ấy, để cô ta phải công nhận mình là người giỏi nhất đời mới được. Mày khá lắm. Giờ thì nghỉ một lát nhé. Ăn đi nhé, lát nữa đường còn xa đấy. Cô biển báo kêu thế nhỉ? Thấy tôi mà chẳng chào lấy một tiếng. Hôm nọ tôi khai sáng cho cô một chập đấy, nhớ tôi chứ. Cô ngày đêm đứng đây ngắm xe ngắm cổ mãi mà không thấy chán à? Thế từ hôm trước gặp tôi đến bây giờ có đi được đâu không? Có đi được đến đâu mà trả lời cơ chứ nhỉ? Người ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn. Như tôi đây, đi đó đi đây chẳng ngày nào nghỉ. Sự đời chẳng gì mà không biết. Còn cô thì người thắng đuồn đuột, có mỗi một cái cột trụ, đứng còn không vững thế kia. Chào anh Lừa, hôm nay anh lại qua khúc đường này hả? Mỗi người mỗi việc chứ anh. Xe đi qua thì tôi phải nghiêm túc chỉ báo, để họ biết khúc đường thế nào mà điều chỉnh tay lái. Thứ lỗi cho tôi, bây giờ mới kịp chào anh. Thế, rốt cuộc cô đã chịu thua tôi về tầm hiểu biết sự đời chưa nào? Anh Lừa hay thật, tôi có bao giờ nhận thắng anh đâu. Anh được đi đây đi đó, biết bao miền đất tôi chưa được tới. Tầm hiểu biết của anh hẳn là phải rộng. Còn phải nói. Nhưng tôi ở đây, dù không đi tới đâu, nhưng tôi lại biết tới những điều mà có thể anh Lừa không bao giờ biết tới. Điều gì? Chẳng có cái gì cô biết mà tôi đây lại không biết cả nhá. Ấy, thế mà anh lại không biết thật. Ví như thế này nhé, lát nữa anh đi khỏi đây rồi, chiều nay, đêm nay có điều gì xảy ra anh làm sao biết được. Rồi sau anh, ai sẽ đi qua, những điều ấy tôi lại biết. Tưởng cái gì, những cái đấy tôi đây chẳng quan tâm. Anh Lừa đừng giận, tôi không có ý gì cả. Tại sao chúng ta lại không kể cho nhau nghe những gì mình biết nhỉ? Chẳng thích, ai mà thèm biết những thứ ngớ ngẩn của cô. Anh nói thế là sai rồi, thứ gì có ích thì nên tiếp thu chứ. Có thế mới có thêm vốn sống trong cuộc đời. Chẳng thèm mấy cái thứ của cô, tôi đây cũng quá am hiểu rồi. Rốt cuộc, cô có công nhận tôi thông tường sự đời hơn cô ngàn lần không? Nói về sự thông tường thì anh còn phải rèn luyện nhiều. Suốt ngày nhìn nhìn ngắm ngắm, quan với chả sát, để xem. Anh lại tiếp tục sai rồi. Sương mù,
lại còn có bão thế này. Mai sau còn có mấy cái cột móc đường mà lần theo. Thôi chết, ra phía trước không thấy một cột móc đường, không có biển báo gì. Trời ạ, thế là sao vào khúc lõm rồi. Xe quay ngang thế này, càng kéo càng lúng mất, giờ lại phải dỡ hết hàng ra. Trời, ai lại làm đổ cột biển báo nguy hiểm ở đây? Ngay dưới kia là vực sâu, suýt tí nữa thì đã xa xuống rồi. Sức xuống núi nữa không đây? Giờ thì tôi hiểu những gì cô nói rồi. Cái độ thông tường sự đời của tôi quả là còn kém xa cô lắm. Đôi cốc tình yêu. Chúng ta sẽ luôn bên nhau như thế này em nhé, dù có đi bất cứ nơi đâu. Vâng, em hy vọng tình yêu của chúng ta sẽ luôn bền vững. Ngày mai đóng cửa một ngày để kê thêm các kệ mới, mở rộng thêm một số mặt hàng. Liệu chúng ta có bị di chuyển và tách riêng ra không? Anh tin là không, vì nếu tách riêng chúng ta thì sẽ chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tí nữa cậu mang thùng cốc đôi mới về, xếp lên giá nhé. Tớ biết rồi. Chúng ta lại có thêm bạn mới, chỗ đứng lại chật cứng cho mà xem, có khi lại sức mẻ nữa chứ. Đau quá. Anh ta thật mạnh tay. Đau quá, đau quá. Trời, sức gốc rồi. Ông chủ mà biết thì trừ lương mất. Cho vào đó, không ông chủ nhìn thấy thì chết. Cốc lớn, anh đâu rồi? Cốc lớn, cho tớ đi nhờ với. Anh có đau lắm không? Cốc bé, em đấy à? Anh không sao đâu, chỉ bị sức có tí ở đầu thôi. Bị sức như vậy con nói không sao, em lo lắm. Em đến đi, thật mà anh không sao hết. Hôm nay là ngày lễ tình yêu, cửa hàng chắc đông khách lắm. Ừ, lại vất vả rồi đây. Em không sao, nhưng anh phải ra đấy với em nhé. Anh xem này, chúng rất đẹp đúng không anh? Ừ, đẹp lắm. Vậy mình lấy đôi này nhé. Em thích là được mà. Ồ, đôi cốc này có một chiếc bị sứt gốc rồi. Tiếc quá, chọn đôi cốc khác thôi. Đây, đôi cốc này anh nhé. Ừ. Mẹ ơi mẹ, mẹ mua chiếc cốc kia cho con nhé. Chiếc này phải không con? Dạ vâng ạ, nó xinh quá. Nhưng đây là cốc đôi con à, người ta không bán lẻ một chiếc đâu. Nhưng con thích chiếc cốc này cơ. Mẹ, hay mẹ mua cả đôi cho con đi. Ừ, thôi được. Không được rồi, chiếc cốc lớn bị sứt mất bản rồi. Thôi, để mẹ chọn quà khác cho con nha. Đôi cốc không còn lành lặn con à. Làm liên lụy đến cốc bé, chi bằng... Không được. Tại sao anh lại làm thế? Hãy để anh đi, hãy để cho anh vỡ vụn. Dù sao bây giờ anh cũng là kẻ vô dụng. Nếu anh đi, em sẽ được người ta chọn, em sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn. Không, em chỉ muốn ở bên cạnh một mình anh thôi. Anh không vô dụng, anh vẫn là cốc lớn của em. Dù anh có sứt một cốc hay đứt tay cầm, em vẫn ở bên anh. Đừng cố thuyết phục anh, chẳng ai để ý tới anh nữa đâu. Em hãy đi đi, đi tìm chiếc cốc mới và mặc kệ anh. Em không đi, chúng ta không thể tách rời. Bỏ anh ra, cốc lớn. Cốc bé, em sao em lại tự đập vỡ mình như vậy chứ? Bởi vì em muốn bên anh, bởi vì anh với em sinh ra là một cặp, không thể tách rời. Bây giờ chúng ta đều giống nhau, anh đừng đẩy em ra xa nữa nhé. Em ngốc quá,
Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Từ nay anh hứa sẽ đứng bên em suốt đời. Tình yêu không cần sự hoàn hảo. Tình yêu cần chúng ta phải biết sống vì nhau. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.